khi tiếng ve râm ran trên hàng phượng vĩ, cũng là thời điểm được trẻ con mong chờ nhất trong năm. Kỳ nghỉ hè đã đến, chúng ta đang được theo dõi một cảnh tượng rất quen thuộc ở Hà Nội những năm 90 trở về trước. Đó là tập thể dục buổi sáng. Các anh chị cán bộ đội ở phường sẽ lên danh sách trẻ em ở từng khu phố và chia nhau hướng dẫn tập thể dục vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Từng vui có đảng tiên phong, có đảng như ánh đai dương, từng niềm vui trong tình yêu thương. Cuộc đời ngàn năm vững vàng, khăn quàng thắm trên vai, vì thế công anh hùng cách mạng, tiếng thơ muôn đời con vang. Sau giờ học, những bạn nào đã đăng ký sẽ được đến cung thiếu nhi tiếp tục học hè. Tất nhiên là thường tự đi bộ, chứ ít khi được cha mẹ đưa đón như bây giờ. Ngày ấy, đây là nơi sinh hoạt bài bản và được đầu tư chu đáo từ vật chất tới nhân sự. Các cán bộ đội đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Và đây là kết quả. Những học sinh lớp 8 của trường Trưng Vương ngày xưa đã có thể kéo đàn violon nhuần nhuyễn. Với sự tận tâm và trình độ cao của các thầy hướng dẫn, nhiều thế hệ học sinh sau này đã trở thành những người tài hoa và nhiều sáng tạo, cho dù họ có hoạt động nghệ thuật hay không. Tất nhiên ở các vùng quê cũng có những điều lãng mạn và thú vị không thể bỏ qua. Nhà thơ Lê Huy Mậu và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã từng khắc họa về cảnh trí tuổi thơ thật thanh bình. Quay trở lại với những hoạt động đội, bên cạnh việc nghỉ hè sinh hoạt ở khu phố, các anh các chị cán bộ đội phụ trách thời đó cũng tạo ra rất nhiều hoạt động vui chơi. Ấn tượng nhất là những chuyến đi cắm trại. Thời kỳ đó sinh hoạt của thiếu nhi thường được nhà trường và chính quyền địa phương chú ý quan tâm và tạo thành nhiều phong trào lớn mạnh. Đây là một buổi triển lãm sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè của thiếu nhi Hà Nội. Tác phẩm của các em được trưng bày trang trọng. Hơn cả ý nghĩa là một thành tích cần báo cáo. Cuộc triển lãm giống như một dấu ấn đầy hạnh phúc trong tuổi thơ. Với ý nghĩa lớn lao nhất, đó chính là các em đã có một kỳ nghỉ hè bổ ích.